ông vua nào rời triều đình thì người khác sẽ chiếm, mà hãy các người khác lên ngôi thì mình mất chức, người ta lập một nội các mới cho nó súng lại can. Thánh thượng đừng có đi, thánh thượng có biết đó là chuyện điên rồ không? Ta biết, nhưng mà lâu nay ta ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, ta chỉ mong được gặp người ta yêu. Ôi giời, thì không cản được. Nhưng mà ông quan già lại coi cách nói hay, thánh thượng cho tôi hỏi 5 câu thôi, nếu trả lời được 5 câu thì thánh thượng cứ đi, tôi rất yên tâm. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, quan Phi-la-tô cất tiếng hỏi Chúa Giêsu: "Ông có phải là vua của dân Do Thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" Quan Phi-la-tô đáp: "Tôi đâu phải là người Do Thái. Nhân dân của ông cùng các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước của tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc về chốn này." Phi-la-tô hỏi gặng lại: "Vậy ông là vua sao?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì đều nghe tiếng tôi." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Tôi nhớ không lầm thì 6 năm trước tôi có kể câu chuyện này, chắc là nó qua rồi. Đó là 1966, tôi làm nhà tập của dòng La Sang ở Nha Trang. Một hôm tôi lục được trong thư viện một quyển tập của nhà thần học Kierkegaard. Cái tên ông đã khó nhớ lắm, mà cũng khó viết. Ông là một nhà thần học chuyên viết truyện để dạy giáo lý. Thì đây là câu chuyện ông kể về một ông vua. Dĩ nhiên tôi thêm bớt lại cho nó có thêm chi tiết của Á Đông. Ông ấy viết: "Một vị vua mà được dân yêu mến kính chuộng, thế thì bên Á Đông mình gọi là một vị minh quân. Chữ minh đây không phải là sáng suốt, mà gồm tới 4 đức tính, tức là quang minh chính đại. Quang tức là ánh sáng tỏa ra bên ngoài, minh là ánh sáng chiếu dọi vào bên trong, có nghĩa là thông minh trong cách ứng xử và hiểu thấu tất cả những gì của dân chúng. Chính là chính trực, công bằng, đại là đại lượng. Vậy một vị vua nào được mang 4 chữ quang minh chính đại thì gọi là một minh quân." Thì ông nói ở bên Trung Đông, Trung Âu thời trước có một vị vua đáng gọi là minh quân, rất yêu thương dân chúng. 30 mấy tuổi đầu mà vì xã tắc sơn hà cho nên không có màng gì đến chuyện tư gia, tức là không có muốn lập gia đình, chỉ để thời giờ lo cho dân, cho nước. Nhưng mà chuyện tình yêu nó đến bất ngờ. Tình yêu như mẫn đôi chân, âm thầm nhưng mãnh liệt đến. Trong một lần đi kinh lý ở một cái làng, là bởi vì thấy dân làng phải gồng gánh khoai tây nặng nề, mà đường làng thì gập ghềnh, cho nên ông bảo đoàn ngự lâm quân dừng lại bên bờ ruộng để rồi cho dân chúng đi qua. Cứ đi không cần phải bái chào vì tất cả mọi người đang gánh nặng. Rồi trong số những người đi qua cái xa giá của ông ấy đó, là có một cô thôn nữ không biết đẹp làm sao, đẹp cỡ nào không biết, đẹp như bác Nho lúc còn trẻ vậy đó. Cho nên rồi có ông vua ấy bị hốt hồn đi, gọi là tiếng sét ái định đánh rầm một cái. Ông ấy ngồi trong xe mà cứ mơ tưởng đến cái nàng đó. Về nhà dĩ nhiên gọi là love sick, ai đã bị cái bệnh đó thì biết, không còn sống ra hồn nữa, sống cứ vật vờ, cứ tơ tưởng đến cái người mà mình mới gặp.
hai ba tuần như vậy. Thế là có mấy ông quan mới bạo dạn đến hỏi nhà vua: tâu thánh thượng có tâm sự chi buồn? Ông vua nói: các khanh hay thật, đúng là ta không có buồn, nhưng ta đang thầm nhớ một người. Ôi giời, phải là tương tư rồi. Các ông quan bàn nhau: thánh thượng là vua của một nước, lãnh thổ, dân tộc, chính quyền, bao nhiêu quyền hành nằm trong tay, yêu ai thì ngỏ lời cầu hôn, làm gì phải đau khổ để hành hạ cái long thể của ngài vậy? Ông vua nghe khá, nhưng mà ta làm sao cầu hôn? Trời, thế thì thánh thượng yêu ai? Nói cho chúng tôi biết tên. Ông nói: ta cóc có biết, mới gặp lần đầu sao biết. Mấy ông quan nghe như vậy thì nhà nàng ở đâu cũng không biết, rồi cha mẹ nàng ra làm sao, tên nàng ta còn chưa biết, sao ta biết cha mẹ được? Nhưng mà hồi nãy thánh thượng nói nhà ở đâu thì có nhớ không? Nhớ, ta chỉ nhớ cái làng đó. Cái ngày đó ta đi kinh lý thì đoàn ngự lâm quân dừng lại, nhìn thấy nàng thôn nữ đó. Ôi giời, mấy ông ấy lật sổ ra, ngày đó tháng đó thì chỉ có cái làng đó thôi. Bây giờ thánh thượng hãy mặc áo mão cân đai vào, cho đoàn ngự lâm quân sẵn sàng vũ khí để bảo vệ, rồi xuống với cái làng đó, đó. Hay làm sao? Ông vua nói: thôi, chưa, biết nàng có thương ta không mà làm ầm ĩ này. Như vậy thì thôi, bây giờ có cái kế thứ nhất hay nhất. Một ông quan già nói là: thánh thượng cho sai lính xuống đó, rao lên như vậy nè: alo alo, cả làng nghe đây, nhà nào có con gái ở tuổi cập kê, hãy trang điểm lộng lẫy, lên xa giá để về hoàng triều, được tuyển lựa làm hoàng hậu, ai chậm chân thì tiếc suốt đời. Thế là cũng chắc có khối người đi, thì là lên đây rồi đi trước đó, rồi thì hoàng thượng nhận ra cô nào thì cưới cô đó. Ôi giời, ông vua nghe cũng hay, nhưng mà ông ấy sực nhớ là ông nói không được. Ta chọn có một người, nỡ lòng nào ta làm cho hàng trăm người khác bị mừng hụt. Thôi, cái đó không hay. Thế là đúng á. Thế là ông quan già hồi nãy mới hiến một kế thứ nhì. Thế thì thánh thượng thôi, đi theo chúng tôi, đem ngự lâm quân xuống, mình đến viếng từng nhà ở dưới cái làng đó. Nhà nào thấy hoàng thượng đến thì lính nó hô: hoàng thượng giáng lâm, thì tất cả đều ra bái quỳ cả nhà hết. Thì nhà nào có cái cô đó thì hoàng thượng xuống cầu hôn. Ông vua nói nghe được hay. Thế là ông mặc đồ vào, xỏ xiêm y đồ vào, mang gươm vào, thì ông ấy sực nhớ, ông nói: nếu cái người con gái đó thấy ta là vua thì có thật gì, chắc gì nàng yêu ta thật lòng không? Hay là thấy ta là vua rồi nàng đã có người tình khác rồi, thì cha mẹ ép mày ngu, mày không lấy vua, mày không lấy vua tao cho đi tu dòng kính đó. Sao sợ quá phải ép mà lấy? Nếu mà lấy thì có còn là tình yêu chân chính nữa không? Thôi các khanh, cái cách này dở lắm, dẹp. Thế thì trở lại trạng thái buồn buồn, không ai có kế nào. Thế thì ông quan già nhất lại vẫn có kế là: thánh thượng ơi, đưa chúng tôi ít tiền, chúng tôi xuống cái ngôi làng đó mua một ngôi nhà, nghèo nghèo thôi. Rồi sao nữa? Rồi thánh thượng khi nào sẵn sàng thì giả dạng một thường dân xuống sống trong cái nhà đó, cũng tập chuốc tróc cuốc đất, trồng khoai làm mũ như mọi người, đội nắng dầm mưa như mọi người, rồi trong các dịp lễ hội đình đám sẽ có dịp gặp người con gái đó. Lúc đó tình yêu chân chính có đến hay không thì tùy giữa thánh thượng và cô nàng. Ông vua nghe hay, thế là hôm đó mua nhà rồi, rồi mua mấy cái cuốc, cái xẻng, khoai tây giống về. Rồi giờ rảnh ông ấy xuống, ông ấy cuốc đất ở trong cái vườn thượng uyển đó. Mọi người cứ tưởng ông làm cho vui. Hai ba tháng sau ông rành nghề rồi. Một hôm thấy ông mặc đồ rất là rách rưới, lại cưỡi con lừa, thay vì vắt thanh gươm thì ta nhét cái cuốc với cái xẻng. Rồi ông ấy nói: bye bye các khanh, ta đi tìm tình yêu. Chết bà chưa. Các quan biết ngay, ông vua nào rời triều đình thì người khác sẽ chiếm, mà hãy các người khác lên ngôi thì mình mất chức, người ta lập một nội các mới, cho nên súng lại can: thánh thượng đừng có đi, thánh thượng có biết đó là chuyện điên rồ không? Ta biết, nhưng mà lâu nay ta ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, ta chỉ mong được gặp người ta yêu.
ôi rồi thì không cản được. Nhưng mà ông quan già lại có cách nói hay, thánh thượng cho tôi hỏi 5 câu thôi. Nếu trả lời được 5 câu thì thánh thượng cứ đi, tôi rất yên tâm. Thứ nhất, thánh thượng có thương dân không? Có. Rồi câu thứ hai, vì thương dân thánh thượng có tôn trọng tự do của từng người dân không? Dĩ nhiên. Hỏi nhanh đi. Thứ ba, thánh thượng có thương yêu cô gái đó thật lòng không? Dĩ nhiên rồi. Hỏi thừa, hỏi tiếp. Thế thì thánh thượng có muốn cô đó hoàn toàn tự do không? Muốn chứ. Câu hỏi cuối cùng, nếu như cô đó tự do nói tôi không yêu ông, thì thánh thượng được gì và mất gì? Ông vua ngồi suy nghĩ trên cái lưng con lừa và nói, ừ, có lẽ lúc đó ta mất ngai vàng, đi mấy tháng thì đứa khác nó chiếm. Cũng có lẽ ta mất mạng vì thời đó, thời Trung Cổ, hai người cùng yêu một người con gái, có quyền đấu tay đôi, có sự chứng giám của một linh mục và một luật sư nữa. Nó mới khổ, cái linh mục thời đó làm cái nghề kỳ cục đó. Để rồi đứa nào chết thì làm phép cho nó, tức là ngồi chứng kiến một cuộc xác nhân. Và nếu như thánh thượng không giỏi, không mạnh khỏe bằng một tên nông dân lực lưỡng dưới đó, thì hai người đấu gươm, tôi tin chắc là nó đâm một gươm suốt ngay tim của ngài là ngài chết tốt. Thế là mất ngai vàng rồi nhé, mất mạng nữa. Ông vua ngồi nghĩ, có lẽ nhưng nếu mà lúc ta chết mà người con gái đó xà vào và nói em yêu anh thì ta cũng mãn nguyện để chết. Ôi trời, very romantic. Còn ai cản được ổng nó? Thế thì ông vua mới nói câu cuối cùng, hỏi đi. Ông mới hỏi, nếu người con gái đó từ chối thì thánh thượng được gì và mất gì? Ông vua bèn trả lời, lúc đó ta mất ngai vàng, có thể ta mất mạng sống, và cái điều đau khổ nhất là ta mất chính người ta yêu. Bye bye, đóng lại đi. Tôi đọc tới đó 2 giờ sáng, ta nó mỏng á. Rồi tiên sư nó hết. Cuốn truyện nó nói tới đó là hết, có tức không? Không ngủ được đó, đi tìm. Tìm đi, không có. Mà tác giả Kiệt Kê Ga có 5 hàng chữ ở cuối cuốn sách, sau cái mục lục nhỏ nhỏ đó có để. Ông vua đó đã đến rồi, đã bỏ ngai vàng để xuống trần gian, thật nghèo nàn trong một cái hang hôi thối của chiên lừa bò. Ông vua đó đã mất mạng rồi, bị treo lòng thòng trên thập tự ở đỉnh đồi Can Vê, cũng chỉ vì yêu. Bây giờ ông vua đó chờ đợi câu trả lời của mỗi người. Con có yêu ta không? Ta chết cho con. Câu trả lời tùy mỗi người. Mỗi người được tự do để đáp. Và câu cuối cùng, nhà thần học Kiệt Kê Ga nói, cái quyển truyện còn lại phân nửa là của quý vị, là người đang đọc hay đã nghe câu chuyện, tự mình mà viết. Cho đến ngày vị vua đó ngồi trước mặt mình ở tòa phán xét riêng để hỏi, cuộc đời của con có yêu ta không? Câu chuyện thật hay, nó cũng đáng cho mình suy nghĩ. Dear friends, Saint Pope Pius the Ninth, tức là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, established this feast in 1925. Why? Over 20 centuries, the church doesn't need any king, even Jesus. Why in 1925 Pope established the feast Christ the King? Because in 1925 in Italy, Mussolini, the dictator, just ruled the country with an iron hand. And in Europe, Hitler was just released from prison and started to found the Nazi. That will cause trouble to all the world. And Hitler called himself
the king of Germany. So, the church in this situation should need the picture of Christ the King to proclaim that in everything of the world, in everything in the universe, only Jesus is King. But when we celebrate the feast, Christ the King, only one question asking you: who has dominion over you now? Who rules you in everyday action? That is the question. Đó là câu hỏi mà chúng ta mừng lễ Kitô vua nên hỏi: ai đang cai trị tôi? Tôi, chứ đừng nói người khác. Ai? Tiền bạc chăng? Danh vọng chăng? Sắc đẹp chăng? Tính ích kỷ chăng? Tính kiêu căng chăng? Tính đam mê xác thịt chăng? Chủ nghĩa cá nhân chăng? Vân vân. Cuối cùng, ma quỷ chăng? Đừng tưởng ở thế kỷ này ma quỷ hết cai trị. Ma quỷ vẫn tiếp tục giành quyền cai trị, giành từng linh hồn với Chúa bằng cách nói: làm gì có đời sau, hết đời này là hết. Đó là cái cám dỗ hiểm nghèo nhất cho tất cả mọi người. Nhưng câu hỏi được đặt ra: ai đang có dominion, là thống trị trên cuộc đời của quý ông bà? Ai? Cái người thống trị là một cái người như thế nào? Báo chí Pháp vừa đăng hình, rất bất ngờ, Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, nhiều bữa với ai? Ở Vatican, với tất cả những công nhân làm trong Vatican. Trong một cái nhà ăn thật đông, những người thợ điện, những người tài xế, những người bodyguard, những người security, những người thợ sơn, tất cả mọi người mặc đồng phục, thì Đức Giáo hoàng ngồi giữa họ để ăn cơm vui vẻ. Và người ta nói đây là vị lãnh đạo thống trị bằng tình yêu. Như vậy, tình yêu có cái dominion over you, hay là những cái tôi vừa mới hỏi mà kinh tởm thiệt? Có thể đó là tiền bạc, có thể đó là chủ nghĩa cá nhân. Khi mà Đức Giáo hoàng tuyên bố mới tháng vừa rồi về vấn đề gia đình, gia đình mà không còn ăn cơm chung với nhau có còn gọi là gia đình nữa không? Cái gì nó thống trị? Chủ nghĩa cá nhân, mọi người tự làm tự làm tự làm tự làm hết là xong. Không còn ai nhìn đến ai, không còn ai ăn chung với ai, không còn ai chia sẻ một nụ cười với ai. Đó là gia đình sao? Vậy thì gia đình đó đang bị cái gì thống trị? Individualism. Xin dâng thánh lễ này là lễ công nhận Chúa Giêsu là vua. Bổn phận của mỗi người là suốt cuộc đời bây giờ tới lúc chết lo viết cái chuyện mà nhà thần học Kierkegaard đã viết nửa chuyện rồi. Ông vua đang đi tìm tình yêu, mà cái tình yêu đó có đáp lại được hay không là cái ngày đó ông lật quyển sổ ra ông coi: anh này, chị này, bác này viết cái gì vào đây trong suốt đời.